Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn. Hôm nay Dương Vi sẽ live với hai cái chủ đề. Nhất là bác bỏ làm thất bại mọi toan tính chống phá, đổi mới kinh tế của toàn đảng. Cái nội dung thứ hai là chủ đề mở, chủ đề tự do. Vấn đề thứ ba là chúng ta cùng nhau đam phản biện, bình luận phản biện. Đấy. Sau đây Dương Vi sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Bác bỏ làm thất bại mọi toan tính chống phá, đổi mới kinh tế của toàn đảng. Được đăng ở trên báo Bộ Công an, Học viện Chính trị, Công an Nhân dân, nguồn từ An ninh Thủ đô. Cùng với cái đổi mới kinh tế, các thế lực thù địch nó chống phá trên tất cả mọi phương diện như chính trị, văn hóa, kinh tế, lịch sử, ngoại giao, tất cả mọi phương diện. Nhưng các thế lực thù địch ấy, lấy cái trọng tâm là nền kinh tế để đánh phá là chính, trước cái thềm đại hội 13 của Đảng. Cho nên Dương Vi sẽ đi chia sẻ cái bài viết này. Đổi mới kinh tế và sự phát triển kinh tế nhanh, năng động của nền kinh tế là một trong những thành tựu nổi bật của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng đây cũng là lĩnh vực mà các thế lực thù địch phản động tìm mọi cách để chống phá, nhất là trong cái dịp đang tiến tới đại hội 13 của toàn Đảng. Cái mưu đồ sâu xa của sự chống phá đổi mới kinh tế, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong cái quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Không chỉ nhìn nhận đánh giá nhiệm kỳ đại hội vừa qua, thảo luận xác định phương hướng cho cái nhiệm kỳ sắp tới, đại hội 13 của Đảng còn nhìn lại 35 năm tiến hành cái công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011. Đấy. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020. Qua đó đề ra cái phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ năm 2021-2026. Xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội lần thứ 13 của Đảng ấy, vì thế có nhiệm vụ hệ trọng là nhìn lại, đánh giá, tổng kết cái công cuộc đổi mới suốt 35 năm qua, để từ đó xác định phương hướng trong cái tương lai trước mắt và lâu dài và tầm nhìn đến năm 2045 và kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong cái công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đổi mới về kinh tế là một lĩnh vực giữ vai trò rất quan trọng. Dương Vi xin nhắc lại, trong cái công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đổi mới về kinh tế là một cái lĩnh vực giữ vai trò rất quan trọng. Cùng với đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế là lĩnh vực luôn bị các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị tập trung chống phá qua các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí, thiếu thông tin thù địch, đặc biệt là các trang mạng của các tổ chức phản động, thí dụ như RSA, VOA, Việt Tân. Đấy. Còn các trang phản động cá nhân như Vietlive hay là Trương Quốc Huy, N10 TV, Trần Nhật Phong hay Ánh Chi, Thủy Dương, vân vân, rất là nhiều. Với những cái thành phần bất mãn cơ hội chính trị ở trong nước này, chúng tấn công thẳng vào kết quả đổi mới kinh tế, phủ nhận các thành tựu to lớn mà đất nước chúng ta đạt được, đồng thời tấn công thẳng vào những cái vấn đề mang tính ý thức hệ như phủ nhận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đấy. Chúng lớn tiếng lặp đi lặp lại rằng các nước tư bản chủ nghĩa không thừa nhận quy luật
quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất nhưng vẫn phát triển, hay quy luật này chỉ đúng trong cái thời kỳ Marx Lenin khi khoa học và công nghệ chưa phát triển, chứ ngày nay người lao động đã gắn bó với tư bản, có cổ phần trong doanh nghiệp không bị bóc lột như trước đây, được quan tâm nhiều đến lợi ích. Chủ nghĩa tư bản đã có nhiều cái điều chỉnh, do đó không có mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, vân vân. Để rồi từ đó chúng lộ rõ cái chân tướng, cái mục đích của bọn chúng là đòi hỏi, khi cho rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã lỗi thời. Đấy, cái luận điệu của bọn chúng cho rằng là như vậy. Một cái thành tựu đổi mới kinh tế ấn tượng mà bị các thế lực thù địch chống phá tìm cách phủ nhận, xuyên tạc sự phát triển nhanh chóng cùng sự đóng góp của các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI. Dù buộc phải thừa nhận chúng ta đã có những cái đổi mới về kinh tế, các thành phần kinh tế, song lại cho rằng đổi mới đó không căn bản, không thực chất, do vẫn giữ kinh tế nhà nước có vị trí chủ đạo, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vẫn bị phân biệt đối xử. Tuy coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, nhưng kinh tế tư nhân vẫn bị phân biệt đối xử, vân vân. Đó là cái luận điệu mà bọn chúng đưa ra. Mà trước đấy, tuần trước Dương Vy có làm một cái live nói về cái chủ đề này. Là cái lai đó là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng đó, nói về cái chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng phủ nhận cái vai trò phát triển kinh tế xã hội ở các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Cái đổi mới kinh tế là một thành tựu lớn của Đảng và nhân dân ta, minh chứng bằng những thành tựu phát triển kinh tế to lớn mà chúng ta đạt được. Thế nên chúng chống phá đổi mới kinh tế chính là nhằm chống phá thành quả cách mạng của đất nước, nhân dân ta dày công xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng, hòng thông qua đó để chống phá, gây mất ổn định, mất lòng tin, làm cho kinh tế xã hội không phát triển, dẫn tới rối loạn, khủng hoảng. Nhằm thực hiện âm mưu sâu xa của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta. Mọi người còn nhớ năm 2018 không? Các thế lực thù địch lợi dụng về cái vấn đề đặc khu an ninh mạng đã biểu tình đồng thời chống phá lại sự giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là về hàng nông sản, dẫn đến một thời gian cái thanh long ở Bình Thuận bị gián đoạn. Và chính người dân ở trong nước phải đứng ra giải cứu cho những người trồng thanh long ở Bình Thuận nhưng mà không xuể, phải đổ bỏ cho bò ăn. Đó. Đấy là việc làm mà chúng ta thấy cụ thể nhất. Không ai có thể phủ nhận được cái thành tựu phát triển kinh tế ở Việt Nam. Thế nhưng các thế lực thù địch phản động tìm cách nào, mọi cách, dù là cách nào đi nữa, chống phá đổi mới kinh tế của đất nước ta đều không thể phủ nhận được những cái thành tựu vô cùng ấn tượng. Ở đây có rất là nhiều cái thống kê. Các thế lực thù địch nó luôn luôn phủ nhận cái thành quả kinh tế của đất nước Việt Nam. Nhưng chúng ta phải xác định với nhau rằng như vậy này. Cái nền kinh tế Việt Nam ngày trước xuất phát điểm là trên 90% nhân dân, người dân đều làm nông nghiệp. Và bây giờ ngay hiện nay chúng ta đã xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thật sự trở thành cái lực lượng quan trọng để thực hiện cái đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đấy. Về tăng trưởng kinh tế, trong suốt 30 năm qua, kinh tế nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn thời kỳ trước đổi mới, tức là đổi mới về phát triển kinh tế vào Đại hội 6 của Đảng 1986 nhé. Và tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao. Nhiều năm tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Những năm khó khăn do chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu như năm 2008 này, và khủng hoảng nợ công trên thế giới năm 2010. Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 của Việt Nam tuy có chậm lại nhưng vẫn đạt 5,9% trên năm, là mức cao của khu vực và thế giới. Cái đợt khủng hoảng nợ công Hy Lạp, đúng không ạ? Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt bình quân 5,9% trên năm. Giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng đạt 6,8% trên năm. Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng ước đạt trên 2% bình quân giai đoạn. Đấy. Nếu mà tính từ 2016-2020, đạt khoảng 5,9% trên năm, quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020, và GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên 2.750 USD năm 2020, tức gấp cao gấp hơn 2 lần. Đấy. Cái chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, năng suất lao động cũng được nâng cao rõ rệt, tăng trưởng kinh tế giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, mở rộng tín dụng, từng bước ứng dụng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tỷ trọng sản xuất xuất khẩu công nghệ cao trong giá trị xuất khẩu hàng hóa từ 19% năm 2010 lên khoảng 50% năm 2020. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp, tức viết tắt là TFT, nó tăng khoảng 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai đoạn 2016-2020. Tính chung 10 năm 2011-2020 đạt 39,0%, vượt mức chỉ tiêu chiến lược đề ra là 35%, cũng là khá cao đấy. Còn các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như kinh tế tư nhân này, FDI, tức là cái dòng vốn thu hút đầu tư ở nước ngoài, đang ngày càng phát triển, có vị trí xứng đáng và có những đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Những cái thành tựu đổi mới kinh tế không phủ nhận đó chính là sự bác bỏ mạnh mẽ và làm thất bại mọi toan tính mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch phản động, nhất là trong cái bối cảnh chúng ta đã chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Như chúng ta đã biết ấy, ngay cả dịch COVID-19 hoành hành ở trên toàn thế giới như vậy, nhưng mà ở trên thế giới có được bao nhiêu quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương, và Việt Nam nằm ở trong cái top 1 trong 8 nước có cái nền kinh tế tăng trưởng dương cao nhất khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Đấy. Kéo theo cái vấn đề này này,
thì tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng như vậy thì đời sống sinh hoạt của người dân cũng được nâng cao, đồng thời ấy, người dân cũng được hưởng nhiều hơn về an sinh phúc lợi xã hội. Nhưng mà các thế lực thù địch phản động lúc nào cũng nói kinh tế Việt Nam trì trệ, kém phát triển, chậm phát triển, đói nghèo, cho nên ấy, đi học phải mất tiền, đi bệnh viện cũng phải mất tiền nhiều hơn. Mà ở trên thế giới, nước nào không phải đóng bảo hiểm y tế, không mua bảo hiểm y tế? May chăng có Cuba sao? Nhưng mà hầu hết những cái lĩnh vực đó Việt Nam làm rất là tốt về an sinh phúc lợi xã hội. Mà cái đại hội 13 của Đảng, người ta xác định lại cái cụm từ là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Đấy, bây giờ đời sống cao, làm tốt, dân được hưởng thụ tốt. Bây giờ hết cái nội dung của Dương Vy chia sẻ rồi, bây giờ sẽ đàm tất cả các chủ đề, nhất là vấn đề que củi sọc xiếc. Hình như thời gian này sọc mãi đấu đá nhau vụ Trump với là ông John Biden, đồng thời Covid nhiều quá. Mà hôm trước mọi người cũng xem cái clip ở bên nước Mỹ này này, cứ 6 người dân là một người dân thiếu ăn, mà ước tính đến năm 2021 với hơn 300 triệu người dân thì có khoảng 50 triệu, trên 50 triệu người dân nước Mỹ thiếu ăn, trong đó que củi là người bị thiếu ăn nhiều nhất. Đấy, còn đối với đất nước Việt Nam, nói về vấn đề ăn uống nhé, thì đất nước Việt Nam ấy, cái đấy lại không lo. Bây giờ chỉ có ăn ngon và mặc đẹp. Ngày trước ăn no, cơm no áo ấm, nhưng bây giờ ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí rất nhiều nhà ở xung quanh Dương Vy này, thóc lúa người ta sát lấy chấu về nấu cám cho lợn, cho heo, gạo cho gà, nấu rượu cho lợn. Đó, ăn chơi chưa? Rất rất nhiều gia đình. Hình như gia đình Dương Vy cũng thỉnh thoảng sát gạo đem nấu rượu để lấy bống cho lợn. Cho nên á, các thành phần phản động, các đài báo phản động ở nước ngoài này như RFA, BBC hay là cái đám nói tổng hợp lại là đám đài Việt Tân, 36 cái đài cùng với mấy trăm tên làm livestream viết bài chống phá Đảng, chống phá nhà nước, cộng thêm một số tên tiến sĩ dởm như Nguyễn Quang A chẳng hạn, chuyên gia phân tích kinh tế, tiến sĩ dởm á, nói về kinh tế Việt Nam này, nói về cái cuộc sống người dân Việt Nam này. Đội mũ như hôm qua cho hoành tráng à? Ờ được, đợi tí đấy. Bây giờ anh mới đi chia sẻ lên các đấu trường để cho que củi vào đông đông. Anh Phạm, ôi giời ơi, bây giờ hiện nay giờ phút này vẫn là ngài Donald Trump. Đó. Và đến 20 tháng 1 năm 2021 thì lúc đó mới bàn giao, mới công bố chính thức. Cháu là chúng tôi fan, chào tất cả mọi người nhé. Các bạn que củi ở bên đó giờ
Chớ nghĩ làm sao là ông Trump lên làm tổng thống lại đánh Trung Quốc tiếp. Nhưng mà ngược lại ấy, có đánh thế đánh nữa thì cái nền kinh tế của nước Mỹ thủ. Người dân Trung Quốc người ta không thiếu ăn, không thiếu đói. Nhưng mà Dương Vy khẳng định với cách điều hành như vậy á, cùng với dịch bệnh gia tăng như thế, người dân ở đế quốc Mỹ này này sẽ bị thiếu ăn, thiếu đói là cái chắc chắn. Còn Trung Quốc cũng nó không hề hấn gì nhé. Bởi vì cái đường giao thương của Trung Quốc nó rất là thuận lợi hơn bên Mỹ rất nhiều. Cái hàng nông sản nó ở nhiều nơi mà Trung Quốc nó cũng sản xuất được rất là nhiều lúa gạo, hàng nông sản, cho nên là Trung Quốc nó không thiếu ăn. Vấn đề kinh tế thì bên Trung Quốc với Mỹ ấy, cho dù Trung Quốc có bị Mỹ đánh về kinh tế để cân bằng cán cân thương mại thì người dân của Trung Quốc cũng chả ảnh hưởng mấy, ảnh hưởng kia ảnh hưởng đến các công ty doanh nghiệp là nhà nước mà đánh như vậy ấy. Đồng thời những cái công ty doanh nghiệp mà các tập đoàn lớn ở nước Mỹ ấy, cũng bị ảnh hưởng. Cái đó phân tích rất là nhiều, nói cũng rất là nhiều rồi. Còn đối với Việt Nam ấy, các ông ấy có đánh nhau, có chiến tranh thương mại, thế chiến tranh thương mại nữa thì Việt Nam có đôi chút ảnh hưởng, nhưng mà ngược lại cái lợi thì có rất là nhiều. Ngày trước Dương Vy từng được một người nói rằng sự sống tìm trong cái chết. Đấy. Mà đúng là hai bên nó đánh nhau tan nát như vậy thì các công ty doanh nghiệp đang làm ăn hoạt động ở bên Trung Quốc, người ta phải tìm mọi cách để sang nước khác có cái môi trường đầu tư, môi trường chính trị nó ổn định. Mà Việt Nam làm được điều đó, giao thương hàng hóa, các hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu EU với Việt Nam, các hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ, cả Trung Quốc nữa, ông nào chơi có lợi tôi chơi tất, nên là chỉ có làm giàu cho Việt Nam thôi. Ở Thục Anh ở bên Mỹ thời gian này loạn lắm, 17 triệu khẩu súng bán ra trong vòng từ tháng 4 đến bây giờ hơi căng đấy. Phát Ken Boy ra. Chú ơi, luật sư Hoàng Duy Hùng là người như thế nào? À, luật sư Hoàng Duy Hùng ấy, ngày trước là một kẻ khủng bố, đặt bom khủng bố ở Việt Nam, và sau một thời gian ông ấy về nước và tìm hiểu về quê hương đất nước lại thì có vẻ là ông ấy yêu người dân, yêu đất nước Việt Nam hơn, nhưng mà cái bản chất của ông ấy chưa chắc đã thay đổi, bởi vì ông xuất bản cái cuốn sách Cách mạng trắng cho Việt Nam thì các thế lực thù địch nó lợi dụng vào cái cuốn sách đó để đang dùng cái mưu đồ đó thực hiện trên các phương diện chống phá Việt Nam. Đấy. Là một cặp vợ chồng gốc Việt mồm tỏi à, nếu mà người Việt nó không chống phá đảng, chống phá nhà nước, không chửi nhân dân Việt Nam, chửi đảng, chửi bác thì cái điều đó mình rất là đáng buồn. Còn những thành phần phản động hy vọng là nó chết thêm vài tên nữa.